Tần số rung động quyết định vận mệnh tốt đẹp của bạn. Hãy nhớ rằng, tần số rung động cao sẽ giúp bạn dễ dàng đạt được tất cả những ước nguyện của mình trong cuộc đời này. Và trong quá trình bạn tinh tấn nâng cao tần số rung động của mình, thông qua những lựa chọn tích cực xuất phát từ tình yêu của bạn, thể hiện qua lời nói hành động của bạn, đến môi trường xung quanh, đến việc nuôi dưỡng chăm sóc bản thân bạn. Bạn cần phải lưu ý một điều, có những tần số rung động thấp, thế lực tiêu cực sẽ ngăn cản bạn biểu hiện những ước nguyện của mình trở thành sự thật. Những thế lực tiêu cực đó có thể tấn công trực tiếp với bạn. Khi bạn sống trong chánh niệm, bạn sẽ nhận biết được rằng những thế lực tiêu cực này tấn công bạn qua những lời nói hành động của họ, bằng những nguồn lực xung quanh, muốn xâm nhập vào cơ thể của bạn, làm bạn mất cân bằng tâm trí, mất kiểm soát, từ đó đưa ra những hành động tiêu cực. Và những nguồn năng lượng tiêu cực đó có thể xâm nhập vào những người thân cận với bạn. Những người thân cận của chúng ta dễ dàng tương tác năng lượng của chúng ta, và chúng ta dễ dàng ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực với những người thân cận của mình. Khi bạn quan sát và nhận thấy rằng bạn dễ dàng mất kiểm soát với một người thân của mình, bạn hãy chú ý đến tần số rung động của bạn, hãy điều chỉnh ngay lập tức. Hãy lựa chọn tình yêu để thể hiện ra bên ngoài, để đối diện với những vấn đề khi có sự xung đột xảy ra với người thân của bạn. Hãy nhớ rằng, hãy luôn kiên định lựa chọn tình yêu. Đó là lá chắn năng lượng, bảo vệ bạn khỏi bị ảnh hưởng cộng nghiệp tiêu cực. Hãy nhớ rằng, tất cả mọi sinh vật trong vũ trụ này đều phải đối diện với nhân quả của chính mình. Chúng ta không thể can thiệp vào cuộc sống của người quá nhiều, hãy để họ tự do trên hành trình của mình. Hãy đưa ra sự hỗ trợ kịp thời, đúng lúc cần thiết, với tất cả sự hỗ trợ tích cực mà chúng ta có thể có, không làm ảnh hưởng đến năng lượng của chúng ta, đến tần số rung động của chúng ta. Khi chúng ta giúp người bằng tình yêu và trí tuệ của mình, chúng ta vừa có thể bảo vệ năng lượng của mình, vừa có thể trợ lực cho người đó, từ nhận thức được rằng bên trong họ cũng có dồi dào tình yêu, ánh sáng và trí tuệ. Họ từ mình có thể chữa lành và từ chuyển hóa năng lượng tiêu cực thành tích cực, tạo ra vận mệnh tốt đẹp cho chính họ.